Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ tạm biệt năm 2019, đón chào năm 2020. Và kinh tế Việt Nam năm 2019 liệu có giống như anh chị và các bạn kỳ vọng hay không? Chúng ta sẽ cùng với tháng ơi điểm qua thì tình hình kinh tế xã hội mà Tổng cục Thống kê vừa công bố vào chiều ngày hôm nay 27 tháng 12 năm 2019. Mời anh chị và các bạn cùng với tháng ơi xem xét các cái chỉ số kinh tế mà năm 2019. Điều 27 tháng 12 thì GDP Việt Nam năm 2019 vượt mục tiêu đặt ra đạt mức 7,02%. Mục tiêu của Quốc hội đặt ra từ đầu năm là 6,6 đến 6,8%. Như vậy là đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%. Vậy thì cái việc mà tăng trưởng này đến cụ thể từng quý 1 như thế nào? Thì đây là cái tăng trưởng cụ thể của các quý như sau. Quý 1 năm 2019 thì đạt tăng trưởng 6,82%, quý 2 năm 2019 tăng 6,73%, quý 3 tăng 7,48% và quý 4 là tăng 6,97%. Vâng thưa anh chị và các bạn thì cái động lực chính để tăng trưởng kinh tế đạt mốc 7,02% như công bố trong buổi chiều ngày hôm nay đến từ đâu để xóa tan đi cái nghi ngờ của rất nhiều các cái nhà báo trên mạng. Hiện nay đang đưa ra những cái nghi ngờ về câu chuyện là trong cái năm 2018 19 đặc biệt là 2019 thì cái tốc độ đốt lò và cái lửa trong lò cháy hừng hực. Thì rất nhiều các cơ quan các cái đơn vị hành chính sự nghiệp đã hạn chế hoặc là chậm hoặc là ngừng trong cái việc gọi là xử lý các cái công việc và nó tạo ra những cái sự trì trệ trong cái quá trình tạo nên cái động lực tăng trưởng tuy vậy thì theo một cái góc nhìn khác của thắng ơi thì cho rằng một số cái phần việc trong các cái cơ quan công quyền nếu thực sự không đem lại cái tăng trưởng thì có thể cần phải xem xét là cắt bỏ hoặc là chậm lại hoặc là không cần phải thúc đẩy. Do đó thì cái câu chuyện tăng trưởng của uh, kinh tế Việt Nam, GDP Việt Nam không hẳn là chúng ta cứ duyệt nhiều và cứ phải là thúc đẩy mạnh thì nó mới tạo ra được những cái 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 động lực tăng trưởng. Uh, sau đây thì chúng tôi sẽ xin làm rõ với anh chị và các bạn từng cái, cái, cái vấn đề một. Thứ nhất là về cái uh, ở cái khu vực mà nông lâm thủy sản thì năm 2019 tăng được 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung. Còn cái khu vực công nghiệp và xây dựng thì tăng 8,9%, đóng góp 50,4%. Thưa quý chị và các bạn thì về cái nông lâm thủy sản thì chúng ta không còn lạ gì nữa bởi vì Việt Nam mình đây là một trong những cái lĩnh vực ưu thế. Riêng lĩnh vực khu công nghiệp và xây dựng tăng 8,9%. Thì anh chị và các bạn À, phải lưu tâm một điều như thế này Cái khu vực công nghiệp á, Thì chúng ta nên nhớ rằng là Năm 2019 chúng ta bắt đầu Có cái gọi là nhà máy Vị xe Vingroup Cũng như là một số các cái hoạt động công nghiệp Thực chất là một số nhà máy Trong lĩnh vực công nghiệp đi vào hoạt động Đi vào sản xuất và tạo ra Các cái sản phẩm đem lại Và các cái động lực thúc đẩy cho nền kinh tế Nói chung do đó thì khu vực công nghiệp Và xây dựng đã tăng tới 8,9% Và đóng góp quá phần nữa dựa vào GDP. Hơn thế nữa thì cái khu vực dịch vụ thì tăng cũng rất là mạnh. Khu vực dịch vụ tăng phải 7,3% đóng góp tới 45% cho cái GDP và đây chính là ba cái động lực chính để góp vào cái tăng trưởng GDP của Việt Nam trên 7% trong năm 2019. Vậy thì chúng ta cũng cùng nhau đặt ra về cái một cái câu hỏi tiếp theo là vậy thì cái cơ cấu kinh tế năm 2019 thì cụ thể nó diễn biến như thế nào? Thì rõ ràng là cái cơ cấu kinh tế năm 2019 thì cái khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản thì chiếm cái tỷ trọng khoảng 13,96% GDP. À, lĩnh vực à, khu vực công nghiệp và xây dựng thì chiếm 34,49% GDP. Còn à, lĩnh vực khu vực dịch vụ là chiếm 41,64%. Các lĩnh vực khác thì chiếm cái phần còn lại. À, chúng ta thấy được rất nhiều những cái điểm sáng. Chúng ta thấy được các cái chỉ số mà Tổng cục thống kê đưa ra là hiện nay thì kinh tế của chúng ta đạt cái 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 kết quả khá là ấn tượng. 2 năm liền gần đây thì có mức tăng trưởng trên 7%. Đây là điều mà thực sự là nhiều quốc gia khu vực châu Á nói chung và khu vực Đông Á nói riêng là ao ước trong cái điều kiện là kinh tế thế giới thì có nhiều bất ổn. À, tăng trưởng kinh tế toàn cầu thì có phần suy giảm nhưng Việt Nam ta vẫn duy trì được như vậy và chúng ta đáng mừng, đáng khích lệ và cảm thấy tự hào về cái câu chuyện này. Thưa anh chị và các bạn thì cái cái mà chúng ta đáng tự hào hơn hết đó chính là cái năng suất lao động của nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2019 là ước tính đạt 110,4 triệu đồng trên một lao động tính giá so sánh năng suất lao động so với năm 2018 thì chúng ta tăng 6,2% do lực lượng lao động được bổ sung và số lao động có việc làm năm 2019 cũng tăng cao hơn so với lại những năm trước đó do đó thì chúng ta thấy được là 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 về năng suất thì chúng ta cải thiện được khoảng 6,2%. Đây cũng là một trong những cái 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 điểm rất rất sáng trong cái quy mô dân số vàng của chúng ta, năng suất mà có khuynh hướng gia tăng và tăng gần gần tương đồng với tăng trưởng GDP. Như vậy là chúng ta càng có thêm những động lực cho năm 2020 và những năm tiếp theo trong thời gian sắp tới. Điểm nổi bật mà chúng ta cần phải quan tâm và đặc biệt đây là một trong những điểm mà chúng ta sẽ làm rõ hơn cho anh chị và các bạn thấy được rằng là tại sao, vì làm sao mà cái nền kinh tế Việt Nam không cần phải câu chuyện là 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 duyệt quá nhiều dự án của các cơ quan nhà nước cũng như là duyệt một cách cấu thá trong cái câu chuyện là các dự án phải được duyệt nhiều e sợ không nghe sợ cái câu chuyện đốt lò để duyệt mà cái việc mà đốt lò mạnh mẽ trong thời gian vừa qua nó lại là điểm sáng bởi vì thế nào? Bởi vì cái hiệu quả đầu tư được cải thiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Hệ số ICO giảm từ mức 6,42% năm 2016 xuống 6,11% năm 2017 và năm 2018 19 thì chúng ta cái hệ số đầu tư công của chúng ta gọi là cái hệ số hệ số cải thiện năng lực sản xuất và cái cái hệ số ICO này thì nó giảm xuống quanh mức 6%. Mình quân cái giai đoạn 2016 2019 thì hệ số ICO đạt 6,14%, thấp hơn so với hệ số 6,25% của giai đoạn 2011 2015. Đây là minh chứng rất rõ nét cho cái câu chuyện là giai đoạn 2016 2019 đầu 2020, cái việc đốt lò đem lại và cải thiện rất tốt cái hệ số gọi là hiệu suất đầu tư, hiệu quả đầu tư không cần phải duyệt nhiều dự án, không cần phải 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 thúc đẩy quá mức các cơ quan công quyền cần phải gọi là xem xét, đánh giá hiệu quả những dự án nào thực sự hiệu quả thì phê duyệt, những cái nào không hiệu quả cần phải dừng lại, tránh thất thoát vốn nhà nước cũng như là gây ra rất nhiều những cái hệ quả hậu quả, những dự án treo, những dự án gọi là chậm tiến độ, chế tiến độ hoặc là những dự án không hiệu quả cho đầu tư. Từ đó nó có thể làm nên được rất nhiều điều mà chúng ta không bao giờ có thể nghĩ tới nhưng đó chính là thực tế mà chúng ta cần làm một câu nói cuối cùng cho video ngày hôm nay đó là tốt nhất là không nên làm nếu không thấy hiệu quả không cần làm gì cả kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng khởi sắc hy vọng rằng video này đem lại hữu ích cho anh chị và em và các bạn đừng quên ấn like share và chia sẻ